Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về hoa Tết ha. Thì hôm nay thì mình vẫn tiếp tục mình trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình á, đặc biệt là về cái chủ đề là trồng bông vạn thọ ha. Thì câu hỏi ngày hôm nay của một bạn tên là Hiếu Trần nè. Thì bạn này có hỏi mình là bông vạn thọ của bạn là bạn đã ngắt ngọn rồi, và những cái chèo của bạn là nó đã ra những cái nụ á. Và bạn hỏi mình như vậy là có sớm hay không? Và nếu như là sớm á, thì mình cần làm gì để mình kìm lại cho cây của mình nó chậm phát triển lại? Thì đó là câu hỏi của bạn là Hiếu Trần ha. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho bạn nè, nếu như là bạn trồng cao lỡ không chín á, những cái giống mà màu cam á, thì bạn cứ an tâm ha. Thì nó mà lỡ có sớm chăng nữa thì nó cũng không có bị phai màu. Thì câu hỏi này trước đó thì mình đã có chia sẻ rồi, bạn có thể là xem lại cái video trước. Còn nếu như là bạn trồng những cái giống mà cái màu vàng các bạn, ví dụ như là 06 á, cái màu vàng chanh mà nhị xanh á, thì có thể là nó sẽ bị sớm ha. Thì nếu như mà nó bị sớm các bạn, thì bạn có thể là khi mà bông của mình mà nó đã nở ra rồi các bạn, thì bạn có thể là sử dụng cái phân ure á, một muỗi ăn canh cho 10 lít nước vào mình tưới cho nó ha. Cứ 3 ngày cho vậy là mình tưới nó một lần. Và mỗi khi là buổi chiều mình tưới đi, là thì buổi sáng của mình á, thì mình sẽ xả nó lại nha các bạn. Như vậy thôi là nó sẽ phát triển chậm lại ha. Và thậm chí á, nếu như là bạn trồng ít á, thì bạn có thể là đem vào mát, đem vào những cái nơi mà có bóng râm á các bạn, thì nó sẽ chậm phát triển lại đâu khoảng đâu là một tuần á, so với cái mà mình trồng một lượt ha. Rồi thì mình đã trả lời câu hỏi cho một bạn tên là Hiếu Trần ha. Tiếp tục á, thì mình sẽ trả lời cho bạn Dung Nguyễn nè. Thì bạn này có hỏi mình á, là một chậu như vậy là mình bỏ phân 20-15 là như thế nào? Thì đối với cái phân 20-15 các bạn, thì nếu như là bạn trồng ít á, thì bạn có thể là bạn bỏ vào gốc của nó là một gốc như vậy là làm 3-4 viên phân thôi các bạn. Còn nếu như là bạn tưới á, thì bạn có thể là ngâm nó, ví dụ như là 1 kg 20-15 đi, thì mình sẽ ngâm cho nó là 5 lít nước. Và đợi cái phân của mình đó các bạn mà nó tan ra, thì mình sẽ lấy đâu là từ 80C cho đến là 100C, và mình pha cho 10 lít nước vào mình tưới ha. Và 10 lít nước này á, thì mình có thể là mình tưới cho nó tầm đâu khoảng đâu là 30 chậu khi cây của mình nó đã ngắt ngọn rồi nha mọi người ha. Đó. Rồi thì tiếp tục á, thì mình sẽ trả lời cho một bạn nữa cũng là về phân ha. Thì bạn này có hỏi mình á, là bạn trồng cái giống là cao lỡ và chòi của nó ra rất là nhỏ luôn, có nghĩa là cái chẹo các bạn. Và hỏi mình á, là có cái loại phân nào mà để thúc cho nó mà để phát triển hay không. Thì đối với mà những cái cây mà nó phát triển chậm á các bạn, thì bạn là nên sử dụng những thuốc kích thích để cho nó kịp Tết. Ví dụ như bạn có thể là sử dụng là hằng đề cao mông ha. Hằng đề cao mông này á, thì ở trong cái hoạt chất của nó là có 24D. Khi mà bạn xịt lên các bạn thì nó phát triển rất là nhanh luôn. Nhưng mà đồng thời á, cây của nó rất là ốm, thì do đó thì mình phải là tưới phân cho nó rất là đều. Ví dụ như một tuần như vậy là mình sẽ tưới phân cho nó một lần phải không? Thì như vậy á, thì bây giờ thì mình sẽ là 5 ngày mình sẽ tưới phân cho nó một lần. Và tưới phân ở đây á, là mình sẽ tưới cái phân là DAP ha. Cái dòng phân mà đạm nó là vừa phải thôi. Nếu như mà chúng ta tưới những dòng phân đạm cao như ví dụ như là 30-10-10 á, thì có thể là nó trái rẻ, tại vì mình tưới nó quá nhạt ngày nha mọi người ha. Còn nếu như là bạn mua không có cái đề cao mông nữa, thì bạn có thể sử dụng là cái gói rầu rip ha. Thì mình pha với thuốc sâu mình xịt thôi. Ví dụ như là một gói rầu rip của nó là đâu khoảng đâu là 5.000, thì mình có thể là mình sử dụng đâu là nửa gói thôi, chứ mình không cần phải sử dụng nhiều nha mọi người ha. Một gói ra đi ăn á, là mình pha với 16 lít nước để mình xịt, thì mình sẽ cộng thêm là nửa gói rầu rip và mình xịt cho nó. Vừa xịt sâu mà vào mình vừa xịt kích thích luôn, thì cây vạn thọ của mình là nó sẽ phát triển nha các bạn. Thậm chí là đối với là cái màu gà luôn các bạn, thì bạn cũng có thể là xịt như vậy nha, đối với những cây ốm nha mọi người. Đó. Nhưng mà mình lưu ý nha, khi mà mình xịt cái loại thuốc chất kích thích đó lên á, thì cây của mình nó rất là ốm và tông. Thì do đó thì mình phải là đi phân nó đúng định kỳ nha, không là nó sẽ bị ốm nữa đó. Đó, thì mình lưu ý cho các bạn vậy. Rồi thì tiếp tục là một câu hỏi của một bạn là Bảo Khanh nè. Thì bạn này có hỏi mình là bông vạn thọ của mình mà khi mà đã ngắt ngọn rồi, thì mình có nên là tỉa những cái lá hay không? Thì ở đây thì mình cũng không có khuyên các bạn là tỉa, và cũng như là mình không có khuyên là các bạn là không tỉa. Cái này mình phải dựa vào cái cây của mình nó phát triển nó như thế nào thôi. Ví dụ như cái cây của mình mà nó phát triển mà nó quá xum xê đi, mà cái lượng phân của mình mà mình tưới mà nhắm mà nó không có được ổn thì mình có thể là mình tỉa ha. Còn những cái cây nào mà nó phát triển vừa phải thì mình sẽ không có tỉa. Ví dụ như là cái cây của mình là nó khoảng đâu là 3-4 cặp lá khi mà mình ngắt ngọn á, thì mình sẽ không có tỉa nha các bạn. Nhưng mà những cái cây mà nó phát triển quá mà khi mình ngắt ngọn nó còn 5 cặp lá thì các bạn là nên tỉa lại nha, để cho những cái chèo nó phát triển kiểu như vậy nha mọi người. Đó.
Rồi thì tiếp tục thì mình sẽ trả lời cho một bạn nữa nè. Thì bạn này tên là Hồ Phương Nghi ha. Thì bạn này có hỏi mình là cây vạn thọ của bạn là nay là có dấu hiệu là tháng tư và bạn xịt cái thuốc là Ridomin có được hay không? Thì đối với cái thuốc mà Ridomin này các bạn thì bạn có thể là xịt ở trên cây bông vạn thọ của mình ha. Nhưng mà đối với những cái dòng vạn thọ mà ban mai các bạn, vạn thọ mặt cọp á, thì mình sẽ không có xịt được. Tại vì nó có cái hoạt chất là mancozeb á, thì khi mà mình xịt lên các bạn là nó sẽ bị cháy lá ha. Thì thay vào đó thì bạn có thể là xịt cái thằng Alias nha mọi người ha. Đó, thì nó sẽ không có bị là tháng thư cho các bạn, mình phòng được cái bệnh tháng thư ha. Rồi tiếp tục là bạn Kim Ngân nè, bạn này có hỏi mình là cây của mình là bị héo xanh, có cách nào cứu hay không? Thì cái câu hỏi này nó cũng gần như là cái câu hỏi phía bên trên nha các bạn. Thì khi mà cái cây của mình mà nó đã bị héo xanh rồi thì mình sẽ không có cứu được nha mọi người ha. Và mình chỉ có thể phòng được thôi. Và mình phòng á, đối với mà loại bông vạn thọ thường á, thì mình có thể là sử dụng là hàng Ridomingon nè, hoặc là hàng Alias ha. Còn đối với ban mai thì mình sẽ không có sử dụng được hàng Ridomingon nha bạn Kim Ngân ha. Rồi tiếp tục nữa thì mình sẽ trả lời tiếp một câu hỏi nhanh nữa. Thì câu hỏi này của một bạn tên là Châu nè. Thì bạn này là hoa của em đã có nụ bằng hạt tiêu rồi, hỏi như vậy là nó có sớm hay không? À, câu hỏi này nó trùng với câu hỏi ban đầu mình chia sẻ nha các bạn. Thì nó có sớm hay không á là do mình đi phân cũng như là thời tiết nữa nha bạn ha, chứ không phải là cái thời điểm này mà nó ra nụ là nó sớm đâu. Nó cũng tùy vào giống nữa. Ví dụ như là giống không chín thì bạn cứ an tâm đi, còn những giống màu vàng chanh á thì các bạn có thể là sửa bạn đem nó vào mát ha. Còn nếu như là bạn trồng nhiều á thì bạn có thể là mua một miếng lưới bạn che nó lại ha. Thì nó cũng sẽ chậm phát triển đâu cả tuần lễ nha mọi người. Và thậm chí là mình có thể là mình giảm cái lượng nước nó lại. Nói chung là trên mạng cũng có rất là nhiều cách chia sẻ đó, thì bạn có thể là tìm hiểu là nhiều kênh ha. Rồi tiếp tục nữa thì một bạn nữa nè. Bạn này bạn tên là TV nè. À, bạn này hỏi mình đó là em rải cái humic vào gốc xong em tưới phân nữa được không? Thì khi mà bạn đã tưới cái humic rồi thì bạn không cần phải tưới lại cái phân khác nha mọi người ha. Thì đối với cái phân humic á là nó vừa hạ phèn nè, mà nó vừa có đạm nè, nó vừa kích thích rễ nè. Nói chung là humic nó rất là ok luôn mọi người. Thì một gói một ký như vậy nó là đâu khoảng đâu là 80.000 nha mọi người ha. Thì các bạn có thể là sử dụng cái humic ha. Nó rất là tốt đối với mà bạn nào mà đang trồng đất á, thì nó có thể giúp cho các bạn là hạ phèn trên cây bông vạn thọ nha mọi người ha. Rồi thì hôm nay thì mình trả lời cho các bạn như vậy thôi nha mọi người. Thì tiếp tục ngày mai thì mình sẽ trả lời tiếp cho các bạn nha. Hôm nay thì mình cũng trả lời cũng rất là nhiều câu hỏi rồi. Và bạn nào có câu hỏi liên quan thì các bạn cứ bình luận bên dưới video của mình á, cũng như là có nút like các bạn thì các bạn nhấn like giúp mình ha. Khi mà mình thấy các bạn mà like nhiều như vậy á thì mình có động lực các bạn mình chia sẻ cho các bạn nó nhiều hơn ha. Thực chất thì các bạn like thì mình cũng không có được tiền gì đâu các bạn, mà khi mà các bạn bấm vào cái quảng cáo á, thì mình mới có được một khoản hoa hồng từ cái quảng cáo nha. Thì bạn nào mà thấy hay á, mà hữu ích á, thì các bạn hãy nhấp vào cái quảng cáo của cái video mình nha. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.